nhanh chóng và có sức lan tỏa mạnh mẽ thực sự là điểm ưu việt của mạng xã hội so với các loại hình truyền thông khác. Tuy nhiên, sự vội vàng, thiếu cẩn trọng, thiếu kiểm soát trong khai thác và sử dụng mạng xã hội đã dẫn tới nhiều hệ lụy khó lường. Nhiều vụ việc đã bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm, cho thấy có những thông tin đăng tải, chia sẻ, bình luận đã làm ảnh hưởng đến lợi ích của tập thể cá nhân có liên quan. Lê Văn Như Ý, chú tỉnh Kiên Giang, có mối quan hệ tình cảm với một phụ nữ ở huyện Tháp 10, nhưng hai người đã chia tay từ năm 2022. Đầu năm 2023, vì muốn nối lại tình xưa, Ý nhiều lần liên lạc với chị này, đề nghị quen lại nhưng bị tình cũ từ chối. Đến ngày 13 tháng 3 năm 2023, Ý đã đăng tải một số hình ảnh và video của người phụ nữ này lên Facebook cá nhân. Sau khi phát hiện hình ảnh riêng tư của mình trên mạng xã hội, chị này đã trình báo cơ quan công an. Quá trình làm việc, Ý đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Công an huyện Tháp 10 đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Ý về hành vi tiết lộ thông tin và hình ảnh về đời sống riêng tư, bí mật của người khác mà không được sự đồng ý với số tiền 7,5 triệu đồng. Trước đó, ngày 11 tháng 3 năm 2023, Công an huyện Thanh Bình phát hiện tài khoản Facebook do ông Trần Bình An, trú tại thị trấn Thanh Bình sử dụng, livestream một đoạn video clip phản ánh chính quyền địa phương đến nhà yêu cầu ông An tháo gỡ phần bê tông lấn chiếm lòng lề đường. Trong đoạn video clip thu hút nhiều bình luận trái chiều, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân. Qua đó, phát hiện tài khoản Facebook cá nhân của Thọ bình luận nội dung tục tĩu, xúc phạm uy tín của cơ quan nhà nước nên đã tiến hành mời làm việc và xử lý nghiêm. Công an huyện Thanh Bình cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 7,5 triệu đồng đối với Nguyễn Phước Thọ về hành vi bình luận trên Facebook có nội dung xúc phạm uy tín của cơ quan nhà nước. Mạng xã hội có thể nói nó là một con dao hai lưỡi, nó có điều tốt và nó có những điều xấu trên đó. Khi mình đăng tải một thông tin truyền thông trên mạng xã hội thì mình cần lưu ý là thông tin đó nó có chính xác và nó có chính thống hay không. Và khi mình đăng thông tin đó thì mình phải chịu trách nhiệm về bài viết đó trước xã hội. Ví dụ như thông tin đó nếu mà sai sự thật thì mình đăng ra thì mình phải chịu trách nhiệm về bài viết đó. Cho nên em rất là lưu ý và rất là lưu tâm khi em đăng một thông tin nào đó lên mạng xã hội. Từ đầu năm 2023 đến nay, Công an tỉnh Đồng Tháp đã phát hiện 64 trường hợp đăng tải, chia sẻ, bình luận thông tin trên mạng xã hội vi phạm pháp luật. Qua đó đã xác minh xử lý 46 trường hợp, trong đó đã tiến hành khởi tố hình sự 1 trường hợp, xử phạt vi phạm hành chính 7 trường hợp với tổng số tiền là trên 52 triệu đồng, răn đe, giáo dục, cho viết cam kết không tái phạm 38 trường hợp. Để đăng tải, chia sẻ, bình luận thông tin một cách văn minh, không vi phạm pháp luật, người dân cần chú ý trang bị đầy đủ cho bản thân những kiến thức pháp luật về sử dụng mạng xã hội, có hiểu biết đầy đủ về các tính năng của ứng dụng mạng xã hội mà mình đang sử dụng, không sử dụng các từ ngữ mang tính chửi bới, thô tục, xúc phạm, lăng mạ danh dự, nhân phẩm của người khác. Không nên sử dụng mạng xã hội để giải quyết mâu thuẫn, quan hệ xã hội trong cuộc sống, mà cần phải ứng xử theo đúng quy định của pháp luật. Trước khi đăng tải, chia sẻ, bình luận, nên kiểm tra thông tin qua các nguồn tin chính thống, đáng tin cậy để tránh trường hợp đăng tải, chia sẻ, bình luận thông tin vi phạm pháp luật. Mỗi người chúng ta khi sử dụng mạng xã hội cần hết sức tỉnh táo, thận trọng với mọi thông tin, nhất là những thông tin nóng, tin giật gân, có tính chất nhạy cảm trên mạng xã hội. Trước các tin tức được đăng tải hoặc chia sẻ, mỗi người cần phải thận trọng, tỉnh táo, bởi nếu đăng các thông tin không đúng sự thật, có thể sẽ gây hại cho cộng đồng và cá nhân vi phạm còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.